Việc phân bổ vốn cho những mã mà còn đỏ và hiểu được giá trị của tài khoản. Có những người lỗ 300 triệu trong tài khoản 3 tỷ, tức là 10%, họ chấp nhận dừng lại và stop-loss tuyệt đối. Nhưng có những người lỗ 300 triệu của cái tài khoản 700 triệu, thì nó lại là gần 50% chính vì thế nên chúng ta hiểu được là stop loss tuyệt đối và hôm nay vẫn là cái bài của chúng ta để quản trị rủi ro cũng như là mua tin đồn bán niềm tin thì tôi chia sẻ các cái thông tin mà chúng ta có thể nhìn thấy DCA nếu trong trường hợp các cái cặp nào mà sập nhiều nhất có thể chúng ta phân bổ vốn cặp nào loại ít nhất chúng ta có thể thoát hàng và kỳ vọng vn index với những cái sự hồi phục hay là đảo chiều à, tất nhiên chúng ta mua đỏ bán xanh thì sẽ tốt hơn Điều gì chúng ta sẽ sợ hãi đó là VN Index tiếp tục thủng, nhưng tâm lý là quan trọng, sự cắt lỗ, sự rõ ràng trong tài khoản đó là điều quan trọng. Tôi muốn nói rằng khi xanh thì tất cả đều hò rô nhưng khi đỏ chúng ta phải bản lĩnh và bình tĩnh. Và tôi vẫn nói rằng là vào ép đúng không ạ? Sắc tăng vốn, đây là những cái tin tức mà chúng tôi đưa ra đúng không ạ? Hàng nghìn người đúng không ạ? Tất cả các cái thành viên đúng không ạ? À cho nên từ những cái mà chúng ta nhìn thấy hệ thống gen chay đưa ra chúng ta đó ạ? Bên tài khoản anh và em đã mua chưa hay ăn một mình. Đó ví dụ như vậy. Hôm qua không chịu giờ đưa rồi đúng không ạ? Mai mua đó vẫn là cái điều mà chúng ta cần phải quan sát. Cái điều mà chúng ta họ ép chúng ta có thể bay lên và sự hài lòng của những người đã ăn rồi để stop loss hoặc là take profit hãy ra, ra sớm thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu cái việc mà giá đỏ mới là điều quan trọng của bản lĩnh trong chơi không ai xanh mãi và chúng ta phải chấp nhận được cái giá trị đỏ để chúng ta bản lĩnh và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cũng như là cách tính đúng không ạ